Xin chào các bạn. Trong clip hôm nay mình sẽ cùng test và đánh giá một cái trạm sạc 4 cổng có tổng công suất đến 218W, có cái thương hiệu là AceFast. Và cái model của nó là Z4. Đây là cái hộp của cái sản phẩm nè, in rất là nhiều thông tin. Củ sạc trạm sạc này thì nó có 4 mode ABCD, mỗi mod thì nó có một cái thông số của từng cái cổng C1, C2, C3, có sẵn mức công suất nè, fit sẵn luôn. Mod AB thì tổng công suất là 213, còn mod CD chỉ có 3 cổng sạc thôi, có thể là off cái C3 hoặc là off cổng A, thì tổng công suất là 218. Hiện giờ củ sạc này được bán ở trên Amazon, AliExpress hoặc là trực tiếp từ cái trang web AceFast. Chúng ta có thể đặt mua và ship từ Trung Quốc. Giá trên web thì khoảng 1 triệu 9 đến 2 triệu và miễn phí ship. Trên in rất là chi tiết là các cái thông số từng cổng ở mỗi mod, và có thể thấy là cái cổng C1, C2 là có PBS 5A. Tuy cắm cùng lúc thì nó vẫn có PBS 5A. Cổng như cổng C3 thì có PBS 3A hoặc là 2A là tùy cái mode. Và những cái chuẩn sạc hỗ trợ nè, rất là thông dụng. AFC, FCP, quyết sạc 23, PBS. Còn cổng đây là cổng A1, nó hỗ trợ những cái chuẩn sạc cũng thông dụng thôi. Tuy nhiên cái trạm sạc này thì vẫn cảm thấy nó cũng hơi thiếu thiếu là cái chuẩn sạc mới nhất hiện giờ là PD 3.1 thì lại không có. Chỉ PD dừng lại ở PD 3.0 thôi. Củ sạc khá là đầm tay và nó có cái màu xám xám, không bám bằng tay. Thiết kế mặt trước khá là hiện đại nè. Trong suốt, nhìn thấy một số linh kiện cũng như là cái chip nhận cuộn sạc. Đây nó có một cái nút bấm để dùng để chuyển giữa các mode với nhau. Và phía dưới cũng in các cái mode sạc, và mỗi mode sạc nó có các cái mức công suất từng cổng. Đi kèm là một sợi dây nguồn chân số 8 và theo chuẩn US. gram. Thêm sợi dây nguồn nữa đây. 634. Kích thước ngang là đến 102,5, 92,1. Khi cắm điện thì cái trạm sạc này nó có cái màn hình màu nè, hiện lên 4 cái mode. Và chúng ta có thể chuyển đổi cái mode này. Đó là mỗi lần bấm là nó chuyển hot. Mình sẽ test cái công suất sạc cũng như khả năng chi điện của cái trạm sạc này nhé. Ở đây mình có một cái S23 Ultra và iPhone 15 Plus. Đầu tiên là với cái cổng mod A này. Ở trong này nó ghi cổng C1 max là 100W và C2 là tối đa là 65W. Thì mình sẽ test cái cổng C1 cho Samsung nhé.
cổng C1 đang sạc cho Samsung S23 Ultra, công suất là 44,5W. Tiếp theo mình sẽ cắm cái cổng C2 để xem của sạc nó có bị ngắt chỉ điện không nhé. Khi cắm vào nè, tiếp tục cắm sạc cho cái 15 Plus. Như vậy là củ sạc nó không bị ngắt chi điện vì cái mỗi cổng nó đã fit sẵn cái công suất rồi. Sạc cho cái iPhone 15 Plus là 26,6W. Samsung S23 Ultra là hơn 44W. Nó chia sẵn điện từng cổng như thế này thì củ sạc này nó sẽ không bị chia điện thì chúng ta cắm thêm thiết bị. Bây giờ mình sẽ cắm cái cổng A xem thử nha. Sẽ cắm cái cổng A. Và cái cổng của cái sạc iPhone nó vẫn không bị ngắt. Khi cắm cổng A vào thì cái S23 Ultra sạc công suất là 14,3W. Và củ sạc này nó sẽ không bị ngắt. Mình sẽ thử với một cái mod khác. Đây là vừa rồi là mod A. Giờ mình sẽ chuyển sang cái mod mod D đi. D. Cái đèn nó hơi sáng. Mod C nè, mod D. Mod D là ba cổng Type-C và off cổng A. Cắm luôn cái cổng iPhone. Củ sạc này nó chia công suất sẵn từng cổng nên chúng ta cắm rất thoải mái mà không bị ngắt cái cổng đang cắm. Không có vấn đề gì với cái phần chia điện. Vậy là cái trạm sạc này có thể dùng chung cho rất là nhiều người. Ví dụ như là ba laptop 65W có thể dùng chung cái trạm sạc mà không sợ ngắt điện khi chúng ta cắm thêm thiết bị. Công suất sạc khá là cao. Hiện giờ cái cổng sạc S23 Ultra nó đến 44,8W, 44,9 nè. Gần 45W. Mình sẽ cắm sạc Samsung bằng cái cổng C3 và C1 bằng cho iPhone. Ở mod 4 này thì nó có PPS 2A và cái công suất hiện giờ đang sạc cho Samsung là được khoảng 17W. Nó có PPS 2A nè. Đây là PPS 2A nha. Đến với mục test nhiễu điện áp hay còn gọi là rip annoy của sạc. Hiện giờ cổng C1 đang kết nối với lại một cái tải điện tử và máy hiện sóng. Mình sẽ kiểm tra cái mức nhiễu điện áp. Các mức điện áp từ 5V đến 20V và cả có tải và không tải. Hiện giờ ở 5V không A và cái rip annoy
của cổng C1 là 61,6 mV. Năm vôn 3A và cái nhiễu điện áp hiện giờ là 63,2 mV. Hãy xem cái đường rip ở cái mức 5V 3A này. Đây là cái rip của củ sạc ở cái mức là 3A 5V. Ở mức 9V 0A thì cái rip and noise hiện giờ là 46,4 mV. Chín vôn 3A và rip and noise của củ sạc ở cổng C1 hiện giờ là 71,2 mV. Đây là cái dạng rip ở 9V 3A. Mười hai vôn 0A và rip and noise của cổng C1 hiện giờ là 38,4 mV. Mười hai vôn 3A, rip and noise của cổng C1 hiện giờ là 69,6 mV. Xem cái đường rip ở 12V 3A này. Cái rip của sạc rất là đều và rất sạch nhiễu. Mười lăm vôn 0A và rip and noise của cổng C1 hiện giờ là 35,2 mV. Mười lăm vôn 3A và rip and noise hiện giờ maximum là 60,8 mV. Đây là cái dạng rip của củ sạc ở 15V 3A. Hai mươi vôn 0A và rip and noise của cổng C1 hiện giờ là 21,2 mV, cực kỳ xuất sắc. Giờ mình sẽ bật cái tải lên xem thử cái ở công suất 100W thì cái rip and noise nó có cao không nhé. 5A nè. Hai mươi vôn 5A và nhiễu điện áp của củ sạc ở cái cổng C1 là 34,4 mV nè. Cùng xem cái dạng rip ở cái full load này nha. Đây là cái dạng rip ở 20V 5A cổng C1. Thông thường họ quy ước là 1% nhiễu điện áp là đạt yêu cầu. Ví dụ như 20V thì 1% là 200 mV là đạt yêu cầu. Tuy nhiên cái trạm sạc AC fast này thể hiện cực kỳ xuất sắc là cái nhiễu điện áp ở cái mức 20V 5A là tối đa là chỉ có 34,4 mV thôi, thấp hơn cái 1% rất là nhiều, cho thấy cái chất lượng linh kiện cũng như thiết kế của sạc này rất tốt. Trạm sạc AC fast Z4 khi sử dụng một cổng sạc thì có cái nhiễu điện áp rất là thấp và ở cái mức full load là 20V 5A là 100W, cái nhiễu điện áp cực kỳ thấp, chỉ khoảng 34 mV thôi, ở mức xuất sắc. Tuy nhiên khi thực tế sử dụng thì có thể chúng ta sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị và mình sẽ tiến hành test cái nhiễu điện áp của củ sạc
khi sử dụng cùng lúc 3 cổng. Ở đây cổng C1 thì mình vẫn kết nối với lại cổng cái tải điện tử thôi. Và cái cổng C2 mình sẽ cho nó full load là 100W kết nối với một cái tải điện tử thứ hai là cái tải bên tay phải này. Và cái cổng C3 thì mình sẽ dùng một cái tải là khoảng 15W. Ở đây mình có một cái tải mà điện tử là cái tải tải trở thôi. Tải trở thì nó có ưu điểm là nó sẽ không có tạo ra nhiễu. Còn dùng những cái tải điện tử mà rẻ tiền thì nó sẽ rất là nhiễu. Đây cái cổng C3 nè là 5V 3A là 15,6W. Mình để nó ở đây. Cái tải trở này thì nó có rất nóng, người ta phải cẩn thận khi sử dụng. Và cái cổng C2 mình sẽ bật nó lên là 100W, cổng C3 là 15W và cổng C1 mình sẽ test lại cái nhiễu điện áp từ 5 đến 20V và có tải cũng như full tải. Hiện giờ cổng C1 nè, 5V 0A Rip and Noise hiện giờ là 62,4 mV. Khi cho cái trạm sạc này hoạt động cùng lúc 3 cổng nè thì cái Rip and Noise nó có thay đổi. Và ở 5V 3A cổng C1 hiện giờ cái Rip and Noise maximum là 136 mV. Chuyển lên mức 9V. 9V 0A. Và cái Rip and Noise của cổng C1 hiện giờ là 43,2 mV. V 3A và cái Rip and Noise của cổng C1 hiện giờ là 122 mV. Xem cái đường rip của cổng C1 nha. V 0A và Rip and Noise của cổng C1 hiện giờ là 39,2 mV. V 3A và Rip and Noise của cổng C1 hiện giờ là 110 mV. V 0A Rip and Noise của cổng C1 hiện giờ là 38,4 mV. V 3A Rip and Noise của cổng C1 hiện giờ là 100 mV. 20V 0A và Rip and Noise của cổng C1 là 24 mV này. Mình sẽ bật cái tải này lên. Này. 20V 5A và Rip and Noise của củ sạc ở cổng C1 hiện giờ là 34,4 mV. Này. Xem cái đường rip của cái ở cái mức là 20V 5A. Có thể nói là cái trạm sạc này có cái chất lượng thiết kế cũng như linh kiện cực kỳ xuất sắc, thể hiện ở cái nhiễu điện áp của cổng sạc khi của sạc hoạt động gần như full load này, rất là thấp. Cổng C1 hiện giờ cái Rip and Noise maximum chỉ là 34,4 thôi. Nhắc lại là cái cổng C1 là 100W, cổng C2 là 100W đang hoạt động, cổng C3 là khoảng gần 16W, là gần như của sạc đang là full load. Và cái nhiễu điện áp của cái cổng C1 rất thấp. Như vậy là đảm bảo cho chúng ta sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị là cái chất lượng điện áp ở đầu ra vẫn rất là tốt.
với guồng xung nói chung và nói riêng về củ sạc, thì khi chúng ta cắm vào cái ổ điện á, thì cái quá trình nạp tụ của cái sạc sẽ gây ra cái dòng điện nó tăng đột biến và thể hiện ở cái việc mà nó đánh lửa ở cái chân cắm hoặc là có một cái tiếng nổ nhỏ. Thì cái dòng khởi động mà càng lớn á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chân cắm và chúng ta phải cẩn thận và khi mà cái củ sạc mà nó có cái dòng khởi động rất là lớn. Cái chạm sạc AC fast này mình đã cắm vào cái phía trước của cái máy đo công suất và mình sẽ dùng cái máy này để đo cái dòng khởi động, còn gọi là inrush, để chạm sạc để kiểm tra xem là cái quá trình khởi động là cái chạm sạc là nó có cái đỉnh là cái dòng là bao nhiêu nhé. Những củ sạc có công suất lớn thì họ thường sử dụng một linh kiện gọi là NTC dùng để hạn dòng. Khi cắm vào thì cái dòng nó tăng từ từ cho nó không đột biến. Bây giờ mình sẽ bật cái công tắc để kiểm tra cái dòng khởi động của cái trạm sạc này nhé. Bây giờ mình sẽ bật cái công tắc để cấp nguồn cho cái trạm sạc AC fast này nhé. Đây là cái dòng khởi động của cái trạm sạc này, 69,8A là 70A ở mức trung bình thôi. Có nhiều cái củ sạc công suất nhỏ mà cắm vào mà cái dòng đỉnh nó có thể lên đến hơn 100A. Tuy nhiên với trạm sạc này thì có linh kiện hạn dòng, do đó là cái dòng khởi động nó chỉ mức 70A thôi. Tuy nhiên ở cái mức này thì nó cũng có cái đánh lửa rồi. Chúng ta khi cắm cái trạm sạc hay là những cái củ sạc thì phải cắm dứt khoát vào ổ điện. Nếu mà chúng ta cắm mà nó chập chờn á, thì nó sẽ đánh lửa làm hỏng cái chân cắm. Trạm sạc AC Fast Z4 này đang cắm vào ổ cắm nè. Tuy nhiên không có thiết bị. Trên máy công tích công suất đang hiển thị là 318 mW. Cái này là công suất ở trạng thái chờ nè. Và cái dòng điện tiêu thụ là 69 mA. Công suất rất là nhỏ, tuy nhiên khi cắm vào cắm thì nó vẫn có tiêu thụ một cái công suất. Trạm sạc AC fast 218W Z4 đã full load được hơn 1 tiếng rồi. Trên đồng hồ này mình đo là 1 tiếng 10 phút rồi. Đang dùng cái mod là mod D C1 100, C2 100 và C3 là 18W. C1 thì mình kết nối với một cái tải là 100W này. C2 là khoảng 100W và cái C3 là 18W. Mình sẽ đo nhiệt độ cái trạm sạc này nhé. Đầu tiên là cái bề mặt có cái chữ AC fast này. Bề mặt này thì tối đa là đến 74 độ. Bên hông 66, 67 độ. Phía sau nha. Bề mặt này là 74 độ nha. Sáu mươi bốn và cái mặt trước có USB này. 77 độ gần chân cắm. Màn hình này đến 63 độ. Bề mặt bên trái này tối đa nó chỉ có khoảng 59-60 độ thôi.
Đây là cái công suất thực lấy từ điện lưới IC này, 237W, cái hệ số công suất rất là cao, 0,95. Cái hệ số đỉnh rất là thấp, 1,8 này. Hệ số đỉnh thì càng thấp càng tốt. Và đây là cái tổng biến dạng hài hòa của cái dòng điện, nó chỉ 28,7 thôi. Cái biến dạng này là càng thấp càng tốt, càng thấp thì nó càng ít tạo ra các cái sóng hài ảnh hưởng tới điện AC. Và của sạc này nó có cái biến dạng rất là thấp. Những củ sạc mà có cái hệ số công suất thấp á, thì cái biến dạng này rất là cao, thường là khoảng 180 đến 200, nhưng mà củ sạc này nó có cái hệ số công suất rất là cao đến 0,94, nên cái biến dạng này nó rất là thấp, càng thấp càng tốt. Đây là cái đồ thị mối liên quan giữa cái điện áp màu đỏ này và cái dòng điện màu xanh. Màu xanh thì nó có cái củ sạc này nó có cái mạch điều chỉnh hệ số công suất, thành ra là cái điện, cái dòng điện nó điều chỉnh để nó bám sát theo cái điện áp. Mình vừa test xong cái trạm sạc AC Fast Z4 218W. Đây là một cái trạm sạc có cái thiết kế rất là đẹp, hoàn thiện tốt. Và qua quá trình test đó, cho thấy cái điện áp đầu ra của cái trạm sạc này rất là tốt, thể hiện ở cái mức nhiễu điện áp xuất sắc. Khi sử dụng một cổng sạc thì cái nhiễu điện áp rất là thấp, tất cả các cái cổng đều là dưới 100mV. Đặc biệt là khi full load 100W đó, thì cái nhiễu điện áp nó chỉ ở mức là khoảng 34mV thôi, ở cái mức xuất sắc. Khi test cái nhiễu điện áp cho củ sạc hoạt động gần như là full load ở ba cổng C là C1, C2 là 100W và C3 là khoảng 16W, thì vẫn cho thấy là cái trạm sạc này có chất lượng điện áp giữ rất là tốt. Các cái mức nhiễu cũng không quá cao, đặc biệt ở cái mức mà khi 100W của cổng C1 á, thì cái nhiễu điện áp nó cũng chỉ quanh cái mức là 34mV thôi. Mặc dù cái trạm sạc này đang cái tải nó đến là 216W, gần như là full load rồi. Như vậy là đảm bảo cho chúng ta là sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị mà cái chất lượng điện áp nó vẫn đảm bảo. Về nhiệt độ của sạc, khi cho củ sạc full load 218W hơn 1 tiếng á, thì cái nhiệt độ cái bề mặt của củ sạc này đều là nhỏ hơn 77 độ ở trong cái điều kiện môi trường là khoảng 26 đến 27 độ. Và cái chuẩn sạc thì cái củ sạc này hỗ trợ rất là nhiều chuẩn sạc thông dụng, cũng như là có cái PPS 5A ở cổng C1 C2 đảm bảo sạc cho điện thoại Samsung là siêu nhanh 2.0, kể cả khi sử dụng cùng lúc nhiều cổng sạc. Và ở đánh giá các cái thông số bằng máy phân tích công suất ở đầu vào á, thì củ sạc cũng cho thấy đây là một củ sạc hoàn thiện và thiết kế rất là tốt, thể hiện ở cái mức hệ số công suất rất là cao đến 0,948, và cái độ méo của tổng hài hòa là ở cái mức khoảng dưới 30% thôi. Các cái củ sạc mà có cái hệ số công suất thấp á, thì cái tổng hài hòa thì nó khá là cao, có thể đến 200 hoặc là hơn 200%. Tuy nhiên cái trạm sạc này cái tổng méo nó chỉ ở dưới 30% thôi. Cái tổng méo THD á, nếu mà nó càng cao á, thì cái trạm sạc và củ sạc nói chung á, là nó sẽ tạo ra nhiều cái sóng hài ảnh hưởng tới cái điện lưới AC. Tuy nhiên cái trạm sạc này cái THD này rất là thấp, là nó sẽ ít ảnh hưởng tới cái hệ thống điện ở trong nhà chúng ta. Đây là củ sạc có thiết kế đẹp, hiện đại, chất lượng điện áp đầu ra DC, cũng như là cái thiết kế của củ sạc ảnh hưởng tới đầu vào á, đều có cái chất lượng rất là tốt rồi. Tuy nhiên có một cái điểm mà nhiều anh em là
cũng hơi tiếc nuối là cái trạm sạc này nó không hỗ trợ cái chuẩn sạc mới nhất hiện giờ là PD 3.1 EPR. Nếu mà họ làm một cái cổng có cái chuẩn sạc EPR 140W á, thì rõ ràng đây là sẽ là một cái trạm sạc có cái số lượng người sử dụng sẽ nhiều hơn. Vì hiện giờ là các laptop mà bắt đầu chuyển sang dùng cái công suất 140W cũng khá là nhiều rồi. Nhưng mà cái chạm sạc này thì tối đa của cái cổng C1, C2 là chỉ 100W thôi, dừng lại ở PD 3.0. Cũng hơi tiếc là cái chạm sạc này nó chưa có cái công nghệ mới nhất hiện giờ. Và cái card mode này thì họ fix sẵn cái công suất rồi. Do đó cái chạm sạc này sẽ không bị ngắt chi điện khi chúng ta cắm thêm thiết bị. Đó, khi đang dùng thiết bị này và cắm thêm các thiết bị khác vào cổng thì cái cổng đang dùng không bị ngắt. Thì cái này có lợi là khi chúng ta làm việc cùng lúc nhiều người á, thì sẽ không bị ảnh hưởng lẫn nhau. Các bạn có thể là lên cái trang web AC Fast này là để đặt mua cái sản phẩm cái chạm sạc này nếu mà cảm thấy nó phù hợp với nhu cầu. Hy vọng những cái thông số và thông tin trong cái bài test này là sẽ giúp các bạn tham khảo khi mua cái trạm sạc này để phục vụ nhu cầu. Chúc các bạn mua được cái trạm sạc này với cái giá thành tốt nhất nha. Và nhớ là sử dụng cái voucher ở trên cái web để có được cái giá tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt. Hẹn gặp lại.